Sang chào buổi sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang đang cùng với hai đứa nhóc. Ba anh em Sang thì đi vào rừng rất là sớm. Hôm nay đi vào rừng sớm tại vì Sang có việc như thế này. Là rừng ở chỗ Sang vừa trải qua một cái đợt nắng kéo dài 6 tháng. Và gần như là con suối nào phía trong rừng á đều cạn khô nước cả. Chỉ có những vũng nước nào sâu á thì mới bắt đầu là còn lại nước. Và những con cá nó sẽ tập trung nó ở những cái vũng nước sâu đó. Và cái khoảng thời gian mà Sang với mấy đứa nhóc đang ngồi trong rừng đây nè, là cái khoảng thời gian đầu mùa mưa, là những cơn mưa đầu mùa bắt đầu là trút xuống trong rừng và nước suối trong rừng bắt đầu chảy lại và nó chảy qua những cái vũng nước sâu còn sót lại trong rừng á. Thì cái khoảng thời gian này á, người ta nói nếu mà đi vào trong rừng á, may mắn gặp những cái trận mưa đầu mùa á, thì có thể bắt được rất là nhiều cá. Tại vì con cá khi nó gặp những trận mưa đầu mùa á, thì nó sẽ bắt đầu là vượt những cái dòng nước cạn, nó vượt lên những cái vũng nước xa hơn, những khu rừng sâu hơn, và gặp những cái đoạn nào mà nó không vượt được á, thì sẽ mắc kẹt lại và mình rất là dễ bắt luôn. Nên hôm nay thì Sang rủ hai đứa nè, mình sẽ bắt đầu là đi vào trong rừng để mà đợi những cái trận mưa đầu mùa ha. Sang sẽ ở trong rừng từ sáng ngày hôm nay đến sáng ngày hôm sau Sang mới về để mà thực hiện, đầu tiên là thực hiện một cái thử thách 24 giờ cho mọi người xem. Bây giờ thì mới là 7 giờ sáng thôi mọi người, nhưng mà do là đầu mùa mưa nên trời phía trên đầu của Sang á thì chỉ mưa đen xì luôn. Nên bây giờ thì Sang với mấy đứa phải tranh thủ là đi dọc theo con suối này, đi vào những cái khoảng rừng xa hơn. Những khoảng rừng xa hơn thì mới có những cái vũng nước to, và dưới những vũng nước đó mới có cá. Và hy vọng là tối nay sẽ gặp được một cái trận mưa thiệt là lớn luôn ha hai đứa. Mình sẽ chặt thật nhiều cá để mà cho hai đứa nó mang về để lại quay cho mọi người xem luôn. Nên đầu tiên là Sang với mấy đứa phải tranh thủ đi vào trong kiếm một cái vũng nước to trước đã, xác định cái chỗ mà tối nay mấy anh em sẽ ngủ lại nè. Với lại là phải làm một cái lều trại, tại vì là đầu mùa mưa rồi nên đôi khi có những cái trận mưa trong rừng rất là lớn. Nếu không có chỗ ngủ thì tối nay sẽ không có chỗ để ở ha. Sang lưu ý với mọi người một điều á, là khi vào cái khoảng thời gian đầu mùa mưa này á, hoặc là vào mùa mưa, thì khi mà mình đi vào rừng, vào núi á, mình phải lưu ý một điều ha, là khi những cái bước chân của mọi người đi á, dù ban ngày hoặc ban đêm, thì mọi người phải nhìn kỹ những cái bụi cây, bụi cỏ hoặc là những cái tán cây ha. Tại vì mùa này có một cái loại rắn phải nói cực kỳ độc luôn, mà cái cách ngụy trang của nó thì mọi người thấy đây này. Ở đây thì ban ngày nó có một con đang ngủ ở đây. Mọi người nhìn thì mọi người cũng biết rồi ha. Đây là một con rắn lục đuôi đỏ nha. Nó đang núp dưới bụi cây, đuôi nó đỏ đây nè. Nó nằm đây nè, nó đang nằm ngủ sát đường. Giờ Sang mang ra cho mọi người xem. Đây nè. Cái loại này á, phải nói nó không phải là độc nữa mà cực kỳ độc luôn. Nọc độc của nó người ta bảo là độc như là rắn hổ mang chúa, nhưng mà do nó nhỏ nên cái lượng nọc độc nó không có đủ giết một người. Nhưng mà cái vết cắn của nó rất là nghiêm trọng nha, là nó sẽ sưng hết tay chân, những cái chỗ nó cắn á sẽ bị sưng phù lên và rất là đau nhức luôn. Cái loại này trong rừng cái mùa này rất là nhiều. Ra đi hai đứa, đi ra đi, ra đi đó, mọi người thấy không? Đây này, màu của nó thì sẽ trùng hợp với lại cái màu lá cây luôn, giống hệt với màu lá cây luôn. Nên á, mình phải hết sức cẩn thận khi mà đi vào trong rừng cái mùa này nha, nhất là ban đêm nó có rất là nhiều luôn. Cái đuôi nó màu đỏ là loại ăn độc, cái đầu nó to. Thôi giờ mình đi tiếp. Rồi đi vào suối. Nhìn dưới chân nha đứa. Loại này không phải là ban đêm nó xuất hiện đâu mọi người, ban ngày cũng có đó. Ban đêm ban ngày gì đều có hết. Hai móng chắc là con trâu rồi. Con trâu hơn con bò rừng á. Nó ra đây nó ăn cái loại trái mà Sang với mấy góc gặp nè mọi người. Ở đây thì có một cái cây. Nhóc Văn nó bảo là cây gì Văn? Bê lui hả? Nó rụng trái xuống đây rất là nhiều luôn. Tại vì cái khoảng thời gian mà đầu mùa mưa này á, trái cây rừng nó chín, rất là nhiều loại trái cây rừng nó chín luôn mọi người. Nên con chồn, con sóc hoặc là con trâu rừng á, nó sẽ đi kiếm và nó ăn. Đây này, sẽ cho mọi người xem, đây là cái trái của nó này. Nó rụng đặt đất đây luôn mà. Trái này thì cây nó trên kia nha. Cây nó trên kia, nhưng mà do mới trời mưa, mới mưa xong á, cây rất là trơn nên Sang với mấy đứa cũng không dám leo. Leo lên thì quay cho mọi người xem đã lắm. Trái nó vàng hết cả cây á mà. Nên Sang với Tỉnh với là Văn lụm đây được vài trái. Leo trên vài trái này. Trái nó thì như là trái táo, trái sung của mình á. Nó tròn tròn, nhưng mà cái phần phía trong của nó thì mấy đứa nhóc bảo gọi là ăn giống như trái mít nha. Nó có rất là nhiều mủ luôn, nhưng mà ăn được. Thôi, mà mọi người ăn với Sang một trái nha. Vị sao? Chua, chua hơi đắng đắng. Chua chua đắng đắng hả? Thôi mà mọi người nha.
Đây là phía trong của nó mọi người. Nó có mũ và nó có từng từng sớ, từng muối nha. Có hột luôn. Nhưng mà nó chua, nó đắng lắm. Nè cầm đi. Chua. Ăn một trái cho biết thôi. Ăn nhiều quá đau tử lắm. Chua ghê thật. Thôi đi Văn ơi. Bỏ ba lô vô trong nha. Văn bỏ gạo, bỏ đồ hết vô trong luôn nha Văn. Sang với mấy đứa đi, định là đi một đoạn nữa tới cái chỗ chặt cá thì dừng lại làm liều trại, nhưng mà chưa kịp làm liều trại thì tới đây trời đã đổ mưa rồi mọi người. Mới 8 giờ sáng thôi, trời mưa lớn rồi. Nên cho hai đứa nó núp dưới cái tảng đá đây nè. Nhóc tỉnh nó bảo là cái tảng đá này nhìn như cái quan tài mà nhìn giống thật. Thôi giờ chui vô tảng đá núp mưa nha. Ôi mưa lớn rồi. Ôi hy vọng là tối nay trời mưa thiệt lớn ha. Mưa lớn là mấy anh em sang chặt cá nhiều lắm. Nước bắt đầu chảy rồi nè mọi người. Ôi chui vô Văn ơi, chui vô đi. Bị ướt hết máy quay. Khi mà mọi người đi vào trong rừng á, nếu mà vô tình mình gặp phải mưa bất chợt á thì mình đừng có trú mưa ở những cái gốc cây to nha. Đầu tiên là những cái gốc cây to này là những cái nơi mà sét nó hay đánh xuống nè. Và thứ hai, khi mà gặp những cái trận mưa lớn có gió thì những cái nhánh cây khô trên những cái gốc cây to nó sẽ bị gãy, nó rớt xuống dưới gốc. Nếu mà mình trú mưa dưới gốc á, rất là nguy hiểm luôn nha. Nên muốn trú mưa trong rừng á, mọi người hãy kiếm cho Sang những cái hốc đá, những cái tảng đá chắc chắn á, mình núp ở dưới đó là nó an toàn nhất nha. Rồi thì cho hai đứa nó ngồi bên kia, nó núp để mà cho đồ đạc máy quay nó khô. Xong rồi khi mà tạnh mưa hẳn thì Sang với mấy đứa lại tiếp tục cái hành trình đi kiếm những cái vũng nước to phía trên kia. Chắc còn phải khá xa đó. Còn mưa không? Hết rồi không? Thôi tiếp tục đi. Gom đồ Văn ơi, đi tiếp. Chú mưa nãy giờ thì trời cũng đã tạnh rồi nha mọi người. Giờ Sang với mấy đứa lại tiếp tục đi thôi. Chứ chặng đường xa quá. Giờ mà chú mưa hoài thì lại không biết khi nào mới tới nơi. Khi mọi người đi vào trong rừng á, Sang hướng dẫn cho mọi người một cái cách để mình xác định xem cái hướng nào có loại trái cây mà mình có thể ăn được nha. Là mọi người đi theo tiếng kêu của mấy con chim á. Chỗ nào con chim nó kêu càng nhiều á, chắc chắn ở chỗ đó sẽ có một cái loại trái cây gì đó mà con người sẽ ăn được. Tại vì con chim ăn được là con người ăn được nha. Tại vì con chim nó sẽ tập trung về những cái cây đó nó ăn, nên sẽ nó kêu nó giành nhau đây nè. Ở đây thì Sang với mấy đứa nhóc phát hiện được hai cây có hai loại quả khác nhau mọi người. Bên đây là cây xoài mút, còn phía bên đây là cây thanh trà, nó rụng trái xuống dưới gốc rất là nhiều luôn. Con chim, con khỉ nó về đây nó ăn đây nè. Sang cho mọi người xem đây nè. Sang thì vừa mới lụm được cái trên tay một trái này là trái thanh trà nha. Có không mấy đứa? Giờ thì Sang với mấy đứa nhóc sẽ tranh thủ lụm thôi. Này, trái bên này là trái xoài nha mọi người. Bên đây là trái thanh trà, còn bên đây là trái xoài mút nha. Trái xoài cũng giống như loại thanh trà vậy, nhưng mà loại nó nhỏ hơn. Có rất là nhiều luôn. Nó rụng hết rồi. Đa phần con chim nó ăn nó bị rụng xuống á, hoặc là nó bị con khỉ bẻ thì nó mới rớt xuống thôi. Với lại là mấy cái loại này thì nó cao lắm, mình leo không nổi đâu. Với lại trời nó vừa mới mưa xong. Nên ui nhiều lắm kìa, lụm đi. Nên ở dưới gốc có trái nào sang lụm trái đó thôi. Cây nó đây này. Cây to lắm. Cây to tận tít cái kia mà. Con chim đang về đây nó ăn nhiều lắm. Giờ lụm một vài trái ha, xong ra ngoài ăn cùng với tất cả mọi người luôn. Ui, trái này ăn được này nè. Ui, xoài mút ăn ngon lắm. Nhiều chưa Văn? Quá trời luôn. Bỏ dơ áo anh. Lụm đi. Đây này. Con sóc, con khỉ nó ăn nè mọi người. Đây là dấu răng của nó đây này. Về đây ăn đầy mà. Cây này mà leo lên được, trời không mưa leo lên được ha Văn. Trời khi nãy thì mưa cây trơn lắm. Sang với nhóc Văn cũng chẳng dám leo. Ngày mai về nếu mà trời không mưa thì quay lại leo cái cây này hái cho mọi người xem. Nãy giờ thì Sang với mấy đứa nhóc lay hoay dưới gốc là lụm cũng khá nhiều. Nhưng mà đa phần là những cái trái mà mình lụm được á, toàn là những cái trái nó bị con trồn sóc nó ăn thôi mọi người. Đây nè, đây là một cái trái sợi mút bị con trồn nó ăn đây nè. Nên mình chỉ ăn mót lại của con trồn thôi. Nhiều chưa Văn? Nhiều chưa? Thôi ăn đi ha. Ăn đi, tranh thủ vô kia chứ không có chịu lại không kịp. Mọi người nghe tiếng chim nó kêu không? Ở đây thì có hai cây nó chín á, nên chim nó bay về đây rất là nhiều luôn.
Nãy giờ thì Sang với mấy đứa lụm mót được của mấy con chim, mấy con sóc á. Ở đây mấy trái thanh trà và lại mấy trái sầu rừng nha. Giờ thì Sang mời tất cả mọi người ăn với Sang vài cái loại trái này. Xong rồi mình tiếp tục cái chuyến hành trình đi vào trong cái suối kia luôn. Nãy giờ thì Sang với mấy đứa nhóc cứ loay hoay kiếm trái cây á, nên đi mới chắc được nửa đường thôi. Trái nhỏ này á, gọi là trái xoài mút nha mọi người. Còn trái lớn như thế này á, gọi là trái thanh trà. Rồi ăn đi mấy đứa. Mấy đứa cầm trên tay hết rồi. Thôi mời tất cả mọi người nha. Mình ăn trái thanh trà trước. Đây này. Trái thanh trà thì nhìn nó kiểu như là một cái trái trứng gà vậy mọi người, trứng gà non nha. Nó vàng vàng nha. Mời cả mọi người nha. Đây phía trong của nó. Ăn nó thì mình ăn luôn cả cái phần vỏ của nó thôi. Tại vì nó không có gì để ăn nhiều đâu mọi người. Nó có cái vỏ với lại cái hạt rất là to. Nhưng mà mọi người bỏ vỏ nó ra thì mọi người không có cái gì để ăn đâu. Ăn cứ ăn như con sóc con chim thôi. Được cái ngọt ha. Cái vị của nó thì nó ngọt. Cái thanh trà cái vị nó thì nó ngọt. Nó không thơm mấy. Ăn nó thì ngọt ngọt chua chua giống như là sò rừng vậy đó. Cây trái sò mút này á với lại cái thanh trà là hai loại trái ăn ngon nhất ở trong rừng nha. Với lại nó rất ít khi ra trái. Gần như là mấy năm mới ra trái một lần hả Giang? Năm nay nó cái loại sò mút này nè. Năm nay nó ra trái rồi. Thì năm sau nó sẽ không ra trái nữa nha mọi người. Nó sẽ nghỉ 2-3 năm gì đó mới ra trái một lần. Nên khi nó chín đó là giống như là tụ hội của mấy con chim, mấy con sóc vậy đó. Thì giờ ăn một cái smooth nha. Mời tất cả mọi người nha. Ăn cái này thì cũng ăn luôn vỏ. Nên được một cái á. Cái trái smooth này á. Ăn nó cực kỳ thơm luôn. Nhưng mà nó không chua. So với sò rừng thì ăn ngon hơn nhiều. Tại vì nó không có mủ. Sò rừng thì mọi người ăn không được vỏ đâu. Sò rừng ăn mủ nhiều lắm. Hộp nó to lắm. Nhưng ăn mót lại của mấy con trồn á thì bị mấy con trồn nó cắn hết rồi. Mấy trái nào còn nguyên vẹn này á là do con trồn nó làm rớt á mọi người. Ngọt ha. Trái xoài mút á, trái xoài mút nhỏ nè, so với trái thanh trà thì trái xoài mút nó ngon hơn nha. Vì sao gọi là xoài mút? Tại vì nó không có gì để ăn, có cái vỏ với cái hộp thôi. Nên mình phải mút trong miệng mình á, cho nó tróc hết cái phần hộp ra thì mới gọi là xoài mút. Nè, ăn đi hai đứa. Đi vào trong rừng á, khi mà mọi người kiếm được cái hai loại trái này á thì mình ăn mình chống đối rất là tốt nha mọi người. Tại vì cái loại trái này nó không quá chua. Nó được gọi là những cái loại trái mà ngọt nhất ở trong rừng á. Nên mình ăn một xíu thôi là cái cơn đói mình qua luôn. Còn những cái loại trái khác như chôm chôm hoặc vải á, thì rất là chua. Mình ăn nhiều mình sẽ có cái cảm giác là bị đau bao tử á. Nên những cái loại trái chua mọi người đừng ăn nhiều. Còn những cái loại trái ngọt như thế này nè, mình ăn muốn bao ăn bao nhiêu cũng được. Nhưng thôi đi, gom đồ đi. No rồi không? Ăn trái này vậy là no luôn á mọi người. Như là mình ăn cơm luôn á. Đã đi từ sáng tới giờ, cuối cùng thì Sang với mấy đứa cũng chọn được một cái chỗ để tối nay Sang với mấy đứa sẽ ngủ lại một đêm để mà đợi cá lên nha mọi người. Ở đây thì có một cái vũng nước rất là sâu, ở phía sau lưng Sang thì có một cái thác cao nữa. Và Sang với mấy đứa thì bây giờ còn một cái nhiệm vụ nữa là phát dọn một cái bãi đất để mình làm một cái láng trại để tối nay mình ngủ qua đêm. Tại vì bây giờ ở trong rừng đang vào bắt đầu mùa mưa rồi. Trời thì mưa rất là bất chợt, không biết là mưa nhỏ hay mưa lớn, nhưng mà mưa trong rừng thì mình không có dầm mưa được nha. Nên Sang với mấy đứa nhóc quyết định là phát dọn cái bụi tre cho này nè. Mình sẽ làm một cái sạp tre, căng cái bạt lên phía trên và tối nay mình sẽ ngủ trên sạp luôn chứ không phải ngủ dưới đất. Đây là toàn bộ cái thành quả mà từ nãy tới giờ Sang với mấy nhóc lay hoay làm cái căn nhà cho mình nha mọi người. Ở đây thì nãy giờ Sang làm được một cái sạp, phía trên đây thì làm được một cái mái che,
Cái này thì một xíu nữa sẽ chặt thêm vài lá cây, xong rồi lót một cái tấm bạt ở kia lên phía trên đây. Thì tối nay mình sẽ không sợ mưa gió gì hết ha. Tại sao đợt này Sang đi vào rừng cùng với mấy đứa, Sang phải làm một cái sạp như thế này. Làm như thế này thì nó mất rất mất nhiều thời gian mọi người. Kiểu như là mình làm gần hoàn thiện căn nhà rồi, nhưng mà đầu mùa mưa này á, thì ở trong rừng cặp bờ suối như thế này nè, con rắn con rít nó ra rất là nhiều. Nên khi mà mình mắc võng mình ngủ á, mà mình không làm sạp phía dưới á, là buổi tối mình bước chân xuống mình đụng đất á, thì không may mình dẫm phải con này con kia á, thì rất là nguy hiểm. Nên làm sạp như thế này thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều nha. Nên cho mấy đứa nhóc nó có thể là ngủ thẳng ở trên sạp luôn. Bếp lửa thì ở dưới kia, mình có thể nấu nướng dưới kia. Còn mọi người xem phong cảnh ở chỗ cái lán của chỗ Sang này. Ở dưới đây thì có một cái dòng suối, nó chảy róc rách. Cái chỗ này thì có một cái khúc đoạn suối cạn này. Tối nay thì Sang với mấy đứa sẽ đi kiếm cá trên đây. Trên kia thì có một cái thác sâu. Xíu nữa thì mấy anh em Sang sẽ lên trên đó để mà giăng một cái tay lưới kiếm bữa cơm chiều. Nãy giờ thì tranh thủ thời gian Sang làm nhà thì nhóc Văn nó có nấu được vài gói mì với lại bứt một ít lá nhíp. Sang mời tất cả mọi người ở đây ăn với Sang một chén mì do nhóc Văn nó nấu. Xong rồi mấy anh em Sang sẽ đi thả tay lưới kiếm một ít cá ăn bữa cơm chiều nha. Tại vì đợt này Sang đi vào trong rừng á, Sang chỉ mang theo ba gói mì thôi với lại một ít gạo, không có mang đồ ăn gì hết cả. Nếu như mà Sang với mấy đứa không bắt được cá thì tối nay thì sẽ ăn cơm không, sáng mai đi về sẽ đói rã rồi và cũng không có sức đi về. Tại từ đây mà về nhà Sang cũng khá xa. Nên mời tất cả mọi người ăn mì rồi mình tranh thủ đi nha. Nếu không bắt được cá thì ăn cái gì nha? Ăn cơm không với lại đọc mây ha. Vô rừng mùa này thì dễ sống lắm mọi người. Không phải là chủ yếu là mình phải nhất định là phải bắt được cá thì mình mới có đồ ăn đâu. Mình có rất là nhiều thứ như là đọt mây, lá nhíp này kia. Tại vì đầu mùa mưa này có thể đi soi ếch nữa ha nha. Nên Sang cũng không có chắc ăn là đợt này sẽ đi bắt được cá đâu. Nếu mà không có thì Sang có cái gì thì Sang quay cái đó cho mọi người xem, kiểu như là đổ qua sinh tồn luôn. Nhưng mà có gạo có hột quẹt thôi, mà các em mọi người ăn hết chén này rồi mình đi nha. Sang với mấy đứa tranh thủ ăn mì xong, chặt một ít lá dương sỉ ra mọi người để làm cái phần mái phía trên cho căn nhà của mình. Nhà của Sang thì như vậy đã hoàn thành 100% rồi nha. Tại vì vào cái khoảng thời gian đầu mùa mưa này á, thường là mưa nó sẽ không có quá lớn, nên mình cũng không phải nhất thiết là làm cái phần mái nó thật là kín kẽ mới che được mưa nha. Tại vì ở trong rừng thì mọi người thấy này, lá cây ở trên thì nó cũng đã dày đặc hết rồi, mình chỉ cần làm thêm một cái phần mái để mà che cái phần nước mưa nó nhiễu xuống thôi, vậy là xong. Cái phần nhà cửa thì Sang không cần phải lo nữa. Bây giờ thì Sang với mấy đứa sẽ bắt đầu là đi thả tay lưới hết anh, thả tay lưới để kiếm vài con cá, kiếm cái bữa cơm tối nha. Đặc biệt một cái ở dưới nhà Sang đây này, có một cái hang rùa nha mọi người. Sang với nhóc Văn thì hồi nãy xuống dưới đây tắm, nhóc Văn xuống dưới đây tắm này, thì nó phát hiện thấy một con rùa nó chạy ra đây. Mấy anh em Sang dí theo thì bắt không kịp, nó chạy đi mất rồi. Nhóc Văn thì môi xem có trứng hay không. Thôi đi Văn ơi, không có đâu. To ha. Bắt không kịp cho mọi người xem. Chắc nó khoảng tầm 4-5 kg á, nó nằm ở cái hốc dưới đây này. Một con rùa nha. Bây giờ mấy anh em Sang đi lên thác Văn ha. Lên thác thả cái tay lưới này kiếm bạn cá đó. Sang thì vừa mới thả tay lưới từ đây qua tận tích bờ bên kia, ngay chỗ cái họng thác chỗ này mọi người. Ở đây thì có một con thác rất là cao. Sang với mấy đứa nhóc dự định như thế này, nếu mà chiều hôm nay á có một cái trận mưa lớn á, khi mà cá nó vượt dòng thác nó lên trên cái ngọn thác bên kia á, để nó đi lên những cái khoảng đường sâu hơn á, thì nó bắt buộc là phải vượt cái con thác này. Và Sang với mấy đứa nhóc chỉ còn việc là đứng trên họng thác á, chờ đợi cho cá nó vượt lên và mình bắt ở trên đó thôi. Còn nếu như mà tối nay không có mưa, cá nó không vượt á, thì Sang với mấy đứa nhóc vẫn còn ở đây một cái lưới để mà mình giăng. Giăng để đây tới sáng, sáng thì có cá thì mình gỡ để mà ăn sáng rồi chuẩn bị đi về. Nên cái việc cá với đồ ăn ở trong rừng thì mình cũng không cần quá lo ha. Lưới thì mấy đứa nãy giờ nó cũng giăng xong rồi. Giờ Sang với mấy đứa sẽ bắt đầu là đi qua kia bơi hết anh. Bơi đi. Sang với mấy đứa nhóc sẽ qua bên cái thác kia bơi, lùa cá để cho cá đâm đầu vào lưới đây nha. Đi bơi Giăng ơi. Giăng đi bơi. Thank you.
bộ thành quả mà Sang với bé nhóc thả lưới ở dưới chân thác khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ thôi mọi người, thì được bao nhiêu đây cá nha. Cá ở đây thì có rất là nhiều luôn. Vào cái khoảng thời gian đầu mùa mưa này á, mọi người đi vào trong rừng kiếm cá không quá khó đâu. Chỉ cần mọi người đem theo cho Sang một cái tay lưới nhỏ nhỏ thôi, là mình thả dưới chân thác á, là một xíu là cá mình dư sức để ăn luôn. Ở đây thì Sang bắt được rất là nhiều loại cá khác nhau. Ở đây thì là loại con cá lòng tông đá này, con cá lòng tông rất là to. Bên đây cá linh, rồi cá mang đỏ, cá trắng, cá trào, rồi cá ngựa, rất là nhiều loại cá. Cá bao nhiêu thì đủ cho Sang với đứa nhóc ăn từ giờ tới sáng rồi. Xong cái thử thách 24 giờ luôn, nên Sang cũng không có giăng nữa. Nên Sang cùng với nhóc giăng đi lên trên rừng, hái được ở đây thêm một ít lá. Lá này thì mọi người biết là lá gì không? Cho Sang người ta gọi đi vào rừng á, người ta gọi là lá chua. Mấy đứa nhóc gọi là lá bướm á mọi người. Lá này có vị rất là chua và ăn được nha. Một xíu nữa thì Sang sẽ cắt ra thành miếng nhỏ để bỏ vào trong nồi canh chua, để nấu thành một nồi canh chua cá để ăn cùng với đứa nhóc. Còn bên đây thì nhóc giăng nó leo đồi á, nó hái được ở đây một ít lá nhíp. Lá nhíp này thì một xíu nữa mình sẽ xào với dầu ăn để mà mình ăn cùng với cơm. Lá nhíp này thì đi vào rừng ăn ngon lắm. Còn nhóc tỉnh bên kia thì nó chặt một cái đọt đụng đỉnh, đọt cây đụng đỉnh á, để mà hồi chấm muối ớt với anh em ăn tối. Tối nay thì tiết mục còn dài lắm, mình còn sẽ đi sau đêm nữa ha tỉnh. Nếu mà cá không có, trời thì không có mưa mọi người, chắc là cá cũng không có lên đâu. Nhưng mà Sang với mấy đứa nhóc sẽ đi sau đêm, sau rắn đêm nè, rồi đi bắt ếch, bắt nhái nữa. Vào suối sâu này thì có nhiều thứ để bắt lắm, mọi người đừng có lo. Nên Sang thì tối nay sẽ cố gắng là bắt thật nhiều thứ cho mọi người xem. Giờ thì đi lên chòi nha. Ở phía đây thì là đường lên chòi của Sang. Bên đây là bếp, bên đây là củi, bên kia là chỗ phơi quần áo, còn trên đây là lán trại. Nãy thì Sang đi chặt một ít củi, Sang giao nhiệm vụ cho nhóc tỉnh đó là nấu cơm. Nhưng mà mọi người xem nồi cơm của nhóc tỉnh nấu đây nè. Quá lửa nên gạo phía trong nó đã khô hết nước rồi, nhưng mà cơm thì vẫn chưa chín nha, vẫn còn sống nhăn đây nè. Cái cách khắc phục khi mà mọi người đi rừng á mà gặp cái trường hợp mà cơm nó không chín á, do cái nắp son này nè, cái nắp nồi của mình á, nó đậy không sát với cái nồi, làm hở ra một cái phần như nè. Khi mà mình nấu á thì hơi nước nó sẽ bốc ra, nó không chín được gạo phía trong. Thì mọi người sử dụng cho Sang một cái bọc lông nha, bỏ cho ăn. Cái cách này á thì nó khắc phục được là làm cho gạo mình dễ chín hơn, cơm mình dễ chín hơn, nhưng nó giữ hơi được phía trong. Nhưng mà mọi người đừng sử dụng nhiều quá ha. Khi nào mà cơm mình nghĩ là không chín được á thì mình mới sử dụng cách này thôi, tại vì bọc lông nó cũng khá là độc. Sang thì cũng hướng dẫn cho mọi người cái cách nấu cơm trong rừng, tại vì trong rừng thì mọi người cũng biết là củi đồ này kia ướt, cơm nước thì nấu nó cũng không phải là lúc nào nó cũng đơn giản đâu. Đó, đặt như thế này, bớt củi ra thì từ từ nó sẽ tự chín phía trong nha. Đây là cách khắc phục khi mà cơm sống ở trong rừng. Nấu cơm bếp ga hoặc nấu cơm ở nhà thì nó dễ rồi, còn nấu cơm trong rừng thì nồi niêu này kia nó không bằng phẳng á, như vậy nè, thì rất là khó chín luôn. Nấu xong nồi cơm, trời bây giờ cũng đã tối rồi, nên tiếp theo là mình sẽ nấu tới cái món canh chua để chuẩn bị ăn tối cùng với mấy đứa, rồi mình đi vòng vòng sau đêm nha mọi người. Đây là mấy cái lá chua của mấy đứa nhóc nó hái được ở phía trong rừng này nè. Thì sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để mà mình nấu cái món canh chua bằng lá chua này ở trong rừng nó ngon nhất. Thì lá chua khi mà mọi người hái á, thì mình chỉ hái những cái lá non, những cái lá đọt của nó thôi, thì nó mới ngon nha. Và cái cách để mình nấu á, thì mọi người sử dụng những cái lá chua như thế này nè. Trước khi mình nấu thì mình sẽ để lên lửa để mình nướng cho nó vàng qua một lần. Đây nè, đó, mọi người nướng cho nó vàng qua một lần thì một hồi mọi người nấu lên á thì nó mới chua. Còn nếu mà mọi người nướng nó không vàng á, hoặc là mọi người không nướng á, thì nấu lên nó rất là ít chua nha. Thường thì một nồi canh chua chỉ cần bỏ khoảng tầm 5 lá thôi là sẽ vừa ăn nha. Mọi người bỏ quá nhiều quá thì không được, thổi nữa là cho anh đi tỉnh. Đây là một cái lá chua mà Sang vừa mới nướng xong, nó vàng vàng như vậy là vừa nha. Tiếp tục là Sang sẽ nướng hết cái phần này luôn. Những cái lá mà nó hơi già một xíu thì mọi người nướng thì nó sẽ có tiếng là bụp. Khi mà nghe tiếng lụp bụp là được. Nó sẽ chuyển sang màu vàng này hẳn luôn nha. Đó, nhưng mà nướng như vậy thì nó mới thơm, nó thơm, nó chua hơn. Lá chua thì Sang vừa mới nướng xong, bây giờ tiếp theo mình sẽ bắt đầu là nấu cá canh chua nha mọi người.
Thì đi vào rừng này á, gia vị để nấu cá cũng không có nhiều, nên mọi người muốn nấu cho thật ngon ở trong rừng mà không bị tanh á, thì mọi người đem theo một ít dầu ăn. Trước khi mình nấu nướng cái gì hết á, thì mình sẽ mang nó đi chiên nha, chiên sơ một lần để khử cái mùi tanh của nó, rồi mà mình mới bắt đầu là chế biến thành món ăn sao. Rồi dăng đảo đều lên cho anh, định múc cho anh nồi nước. Tịnh nước thì cứ sử dụng nước suối thôi, nước suối trong rừng thì bây giờ nó cũng sạch. Chiên cá để nấu canh á, thì mọi người đừng có chiên lâu quá, vừa mới chiên khử mùi tanh thì mình tiếp theo mình sẽ cho nước vào nha. Để mình chiên lâu thì một hồi cá nó sẽ bị rục, nó nát ra. Cái công đoạn cuối cùng á, là mình sẽ cắt cái phần lá chua mình nướng khi nãy á, vào trong cái nồi cá của mình. Đậy nắp lại là xong cái món canh chua nha mọi người. Thì lá chua mọi người cũng đừng cho quá nhiều nha, mọi người cho nhiều quá một hồi nó chua mọi người ăn không nổi đâu. Mọi người cho khoảng tầm 5 lá đến 10 lá là vừa nha. Cái chuyện nát đậy nắp nồi, vậy là xong cái nồi canh chua của mình nha. Giờ chờ đợi cho nó sôi lên một lần cho cái nước nó chua, nhắc lên ăn cùng với mấy đứa thôi. Bữa ăn tối của thử thách 24 giờ nha mọi người, gồm có 3 món chính là món cơm do Nhóc Tỉnh nấu, còn bên đây là món canh cá với cái lá chua do Sang nấu, còn bên đây là cái lá nhíp xào với tỏi do Nhóc Văn nó nấu. Mỗi người ở đây thì nấu một món. Tất cả đồ ăn thì cũng đã xong rồi. Bây giờ thì Sang mời tất cả mọi người ăn cùng với Sang một cái bữa cơm tối trong thử thách 24 giờ của Sang. Xong rồi tối nay thì mấy anh em Sang sẽ đi xôi nha. Dù trời không mưa, mình cũng vẫn đi xôi. Ăn đi mấy đứa. Mọi người xem phía bên đây là canh cá nha. Cá thì nó không có bị nát ra, rất là thơm luôn. Mà bây giờ mình ăn cái món cơm trước đã. Cơm này thì ăn trong đây thì bốc thôi, tại vì cơm cháy. Đây Sang mời tất cả mọi người nha. Đây cơm cháy nha. Ngon quá. Cơm Tỉnh nấu xém khác, lộn khe xém sống hả Tỉnh? Đây là cá, cá nấu với cái lá chua đây nè. Ngon không nha? Cái lá chua này nè mọi người, thì mình có thể ăn được luôn nha. Chứ không phải là để mình nấu để lấy chất chua đó đâu. Rồi mình nấu một xíu thì nó ra hết cái phần nước chua của nó. Và cái này kiểu như là rau thôi. Mời cả mọi người. Ngon quá. Cái lá này á, ăn nó có vị chua chua. Và mình ăn nó thì kiểu như là mình ăn mùng tơi vậy đó mọi người. Tại vì nó có, nó mềm, nó nhớt nha. Kiểu như mình ăn cái lá mùng tơi vậy á. Nhưng mà chua hơn, nó ngon hơn. Nè, Tỉnh á, ăn nửa con cá đi. Con này không hết rồi. Đây, mời cả mọi người ăn với Sang khúc cá nè. Sang vừa múc đây được một cái chén, vừa có lá nhíp, vừa có canh chua với lại vừa có cơm. Giờ thì mời tất cả mọi người ăn hết cái chén cơm này với Sang. Rồi mấy anh em Sang sẽ bắt đầu đi sau đêm ha. Mặc dù hôm nay là Sang dự tính của Sang á, là sẽ đi vào trong đây đợi cho trời mưa lớn, rồi mình bắt đầu đi chặt cá. Nhưng mà mưa thì không có nha mọi người, nên vẫn đi sau đêm để xem được con gì thì được. Nếu mà không được thì kết thúc sáng mai hoàn thành thử thách rồi bắt đầu đi về thôi. Và hẹn được sau, khi nào mà mưa thì sẽ vào đi chặt luôn, chứ không phải là đi trước nữa. Tôi mời tất cả mọi người nha. Tại vì những cái trận mưa đầu mùa á, mình chặt cá trong suối này nó có rất là nhiều. Tại vì cá nó phải vượt cái vượt thác lên đó để mà nó lên trên thượng nguồn á, bắt cá rất là dễ luôn. Năm rồi Dảnh Tỉnh bắt nhiều lắm không? Năm rồi Nhóc Tỉnh và lại mấy đứa nhóc kia nó cũng vào đây lúc mà trận mưa đầu mùa mọi người, nó bắt gần mấy chục ký cá luôn. Năm nay thì Sang nghe ham quá nên làm cái thử thách này, nhưng mà không may là chiều năm trời hôm nay không mưa nha. Và cả mọi người nha. Đây, Sang mời tất cả mọi người ăn với Sang một con cá mà mấy đứa nhóc gọi là con cá ngon nhất trong rừng nha mọi người. Con cá này là con cá lồng tông đá nha. Cái con này ăn ít xương lắm mà thịt nó rất là ngon. Nó là loại cá trắng nhưng mà xương rất là mềm, mình ăn được luôn cả phần xương đó. Sang với mấy đứa nhóc vừa mới ăn xong. Bây giờ đã là 8 giờ tối rồi nha mọi người, và trời cũng đã lâm râm vài hạt mưa đầu tiên luôn. Nên Sang tranh thủ cái thời gian mưa chưa lớn á, kêu mấy đứa nhóc kéo một cái tấm bạt phủ qua cái láng của Sang,
và dăng ở đây được hai cái võng rồi chuẩn bị mình đi ngủ nha. Dự định của Sang khi nãy thì sẽ đi soi đêm cùng với tất cả mọi người, mặc dù trời không mưa luôn mà mình vẫn đi soi, nhưng mà trời bây giờ đã mưa lâm râm rồi nên Sang cũng không thể đi soi được ha. Tại vì đi soi đêm trong rừng mà gặp mưa, quần áo ướt hết thì mình không có gì để thay và rất là dễ bệnh luôn. Nên tối nay khi mà trời mưa xong hẳn á, mưa xong sớm thì Sang với mấy đứa nhóc sẽ đi soi. Còn nếu mà mưa trễ quá thì thôi ha, để đợt sau mình soi sau. Bên đây là chỗ ngủ của Sang với mấy đứa. Bên đây là chỗ ngủ của Tỉnh và lại nhóc Văn. Hai đứa sẽ ngủ chung một cái võng nha. Còn bên đây là chỗ ngủ của Sang. Đi vào rừng á, thì mọi người muốn ngủ ngon á, thì mang theo võng với lại một cái mền, với lại một cái bạt, vậy là xong rồi. Không cần phải mang lều trại gì hết cả. Buổi tối của Sang thì cũng chỉ vậy thôi. Nên giờ tắt đèn đi ngủ, đợi trời mưa. Nhưng mà tối nay mưa lớn thì mình sẽ bắt đầu là đi soi ha. Chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Bây giờ là 8 giờ sáng. Vậy là Sang với mấy đứa cũng đã hoàn thành xong cái thử thách 24 giờ bên bờ suối phía trong rừng cho mọi người xem rồi ha. Thì tiếp một cái đợt này á, dự định của Sang là sẽ dắt mọi người đi lên trên suối á, mình sẽ bắt cá vượt thác. Nhưng mà tối ngày hôm qua thì có mưa đầu mùa á mọi người, nhưng mà mưa kéo dài từ tối tới sáng luôn, nên Sang không thể nào mà cầm máy quay dầm mưa để mà quay cho mọi người cái cảnh mà cá vượt thác được. Nên tối hôm qua tranh thủ cái thời gian mà vừa mới ngớt mưa á, Sang có đi lên thác và chặt được ở đây một ít cá này. Giang cầm sâu cá lên nha. Sang chặt được khoảng tầm 4 đến 5 ký cá mọi người, rất là nhiều luôn, còn trong phía trong gùi trong đây nữa này. Thì một phần Sang đem ra cho nhóc Văn nó kẹp gấp như thế này nè, nó nướng. Còn một phần thì sẽ cho mấy đứa nhóc nó mang về ha. Cái việc bắt cá vượt thác thì có lẽ để đợt sau, khi mà trận mưa lớn hơn nữa thì cá lên nhiều hơn thì Sang sẽ quay trở lại đây và bắt cho mọi người xem. Thì clip của Sang có lẽ sẽ tạm dừng tại đây vì Sang cũng đã hoàn thành xong thử thách rồi. Nếu như mọi người nào muốn Sang làm thêm những cái thử thách 24 giờ trong rừng á, mọi người hãy bình luận phía bên dưới cho Sang ha. Sang cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của Sang. Sang với mấy đứa chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.